Hôm nay là lại tiếp tục đi kéo lòng cô Fit của chú rồi. Ông già vợ em ổng mới lên á, nên hôm nay kéo về. Để lúc mà ổng về á, đem về dưới thành phố siêu đồ làm quà cho hàng xóm ở dưới đó. Đây là cái lòng đầu tiên. Khủng khiếp chưa? Khu này nó nhiều cô Fit lắm. Ôi chà, rớt một lần. Khiếp chưa? Ôi ơi, một lòng có fish rớt xuống dưới đất luôn nè. Một lòng có fish mà cô chú thấy khiếp chưa? Đây này, khủng khiếp chưa? Nhưng mà em sẽ lặt những cái con nhỏ như này nè. Lẽ ra là những cái con nhỏ này á là vừa đủ để bắt, nhưng mà em thấy nó cũng còn nhỏ lắm. Mà mình bắt một lòng như thế này, nhiều như vậy á, thì 10 cái lòng thì suy nghĩ cô chú suy nghĩ nó nhiều như thế nào. Cho nên là em nghĩ là những cái con nhỏ này mình nên thả nó đi để cho nó lớn lên. Ví dụ như nó bự như thế này nè, đây nè, nó bự như thế này á, thì mình tha hồ mà mình bắt rồi mình ăn. Ví dụ như con này thì nó nhỏ nè, thì thôi mình thả nó đi rồi mai mốt nó lớn lên mình bắt. Nên là em sẽ quyết định em thả những cái con này, mặc dù là nó cũng có thể bắt được rồi, nhưng mà thả luôn cho nó về lại dưới nước. Thì em sẽ lặt hết những cái con nhỏ nhỏ này, lặt hết, thả lại dưới nước hết. Đó, những cái con này nó cũng mới lột nè, thế nó không ngon, thả luôn. Như những con này là cũng có thể bắt được nè, nhưng mà em nghĩ là nhiều lắm mình ăn không hết đâu. Nhiều lắm, một lòng mà em bắt là cô chú nhìn nè, cái lòng, cái show này mà nhiều như thế này thì mình tiếc nuối gì mấy cái con này mà phải bắt nó, cho nó về xong hết, mai mốt nó lớn lên rồi mình ăn sau. Đây nè, những cái con này là bắt được nè, thả hết, thả hết. Này xem thấy con fish nó chưa có lớn. Một số á, là nó mới vừa mùa đông nó đẻ xong á, thì cái con tôm mẹ nó bự á, sau khi nó đẻ xong rồi nó ốm nhơ mà, nên là nó cũng nhỏ. Còn một số á, thì con non nó mới phát triển lên, mùa đông nó mới phát triển lên nè. Ví dụ như đây là cái con tôm mẹ mới đẻ xong nè, cái bụng nó nè, cái bụng đó là cái bụng mới ôm trứng xong á, cho nên là nó ốm như vậy á, nên mình cũng thả nó về đi. Thật ra là nếu như mà tới tháng khoảng tháng 10 nha, tháng 9 là tháng 10 nè, là bắt đầu con tôm nó to. Mà tháng này thì con tôm nó to rồi, nó đẻ xong nó ốm, nó nhỏ, nên thả đi. Nên là cô chú nhìn cái con tôm nó mới đẻ xong nè. Cái đây là cái chỗ, cái lông lông này á, là sau khi mà nó ôm trứng xong á, nó đẻ rồi á, thì nó sẽ còn lại mấy cái lông lông là trứng nó sẽ ôm ở đây. Đây, con tôm nó mới đẻ nó cũng ốp nè ha, nhìn nó không có được ngon lành gì hết. Nhưng mà khoảng cỡ mà 2 tháng sau đi ha, con tôm này nó rất là ngon nha, rất to mà nó rất là chắc thịt nha. Còn bây giờ thì nó bị ốp là do nó mới đẻ xong nó ốm lắm, nó không có thịt gì nhiêu á, nhưng mà nó cũng to. Bởi vì tháng này, nói chung là tháng này không ngon lắm nha. Khoảng 2 tháng nữa là tôm bắt đầu là nó chuẩn bị nó đẻ. 2 tháng nữa tôm bắt đầu nó chuẩn bị nó đẻ, cái bụng nó gạch không à, ăn ngon lắm. Nhưng mà con tôm á, khi mà nó ôm trứng là mình không được bắt nó nha. Nhưng mà khi nào á, nó chưa có ôm trứng thì mình có quyền bắt nó. Nhưng mà khi mà nó chưa có trứng là trong bụng nó rất nhiều gạch. Lúc mà nó chưa có ôm trứng ra ngoài á, thì trong bụng nó rất nhiều gạch, ăn nó đã lắm. Còn bây giờ thì tháng này thất bại rồi, như những tôm này em thấy nhỏ nè. Thôi, thả nó đi. Đó, em sẽ gom hết những con tôm nhỏ này nha. Em thả nó lại vậy xong hết. Cảm giác như là em không thấy nó hấp dẫn, không thấy nó ngon. Thả đi. Đó, cho nó về dưới sông. Đây nè. Quá chừng tôm ha. Nhưng mà tháng này tôm nhỏ nhiều quá. Kéo một xô như thế này mà nhiều con nhỏ quá. Con lớn cũng có mà nhiều con nhỏ quá. Em sẽ lặt lại một số con nhỏ này nè, thả hết nè.
Đây nè, quá trời tôm nhỏ ha. Tôm nhỏ nè. Đầu tiếp tục tới cái lồng số 2. Cái lồng tiếp theo của chú ơi, cái lồng này là cái lồng số 2. Ôi. Đây nè. Đó. Quá trời chưa? Ôi cha. Quá trời raw fish này. Ôi rớt. Hàng khủng không nè. Chưa? Quá trời đã. Coi fish con nào cũng thấy bự bự, như con này nó mới đẻ gì á, nó yếu lắm. Này nó mới đẻ nè. Nó mới ôm trứng xong nè. Mà em thấy nó không có thịt gì nhiều quá, em thả nó luôn mặc dù nó rất là to nha. Con này là dư xăng để bắt nha. Con này là rất to, là dư xăng để bắt nha. Nhưng mà em thả nó về xong luôn. Tại vì thấy nó không có thịt nhiều. Như mấy con này nè, em cũng thả cho nó về xong hết. Mình nhiều lắm. Đây là cô chú thấy hai cái lồng mà nó bao nhiêu đây nè. Thì hỏi thử là mình cần gì để ăn nữa, cần gì để mà bắt những cái con nhỏ này mà ăn nữa. Không cần đâu, thả về xong hết. Bắt mấy con bự mà ăn thôi, những cái con nhỏ này thả cho nó lớn đi. Đây, những cái con này là nó cũng rất lớn rồi, nhưng mà thịt thì thấy nó rất là ớp ha, em thấy nó không có nhiều thịt, thế là ớp, thả luôn. Đây nè, những con này thả hết. Gió quá, ở đây gió quá đi. Bây giờ em sẽ đem cái xô này em đổ vô trong cái khu lờ. Tiếp tục. Oh, yeah. Đây rồi. Vừa nãy là em vừa đổ cái raw fish vô trong cái cooler rồi. Ôi chà. Tiếp tục chống cái thùng ra là bắt đầu là sẽ đi bắt tiếp. Đã chưa? Quá chừng nè. Mấy cái con nhỏ này là em lại tiếp tục thả nó đi. Những cái con này là em sẽ thả đi ha, không có bắt những cái con này ha. Tục cái lồng thứ tư. Đã chưa? Quá trời ha. Ôi. Tiếp tục thả những cái con nhỏ nhỏ này, thả hết đi. Những con này là thả hết.
rớt xuống nước rồi. Cũng có những con nhỏ nhỏ. Số 5 quá trời ha. Cá mà nó ăn đâu còn gì đâu, cá nó ăn còn gì không à, ăn hết. Nhưng những con tôm nhỏ này nè, lặt ra để thả lại xuống dưới nước. Tôm nhỏ này nè, đây là cái lồng số 6. Cái lồng số 6 là mỗi người chỉ được 5 cái lồng thôi nha. Ví dụ như em nãy giờ em kéo 5 cái lồng là đủ giới hạn của em rồi đó, không được kéo nữa đâu. Nhưng mà cái lồng số 6 này em có thể kéo dùm cho cái người đi cùng. Ví dụ như cái người camera vợ em nó đang quay camera nè, là nó đang đứng ở đây thì em có thể kéo dùm cho nó được. Chứ nếu nó không có mặt ở đây là không được kéo cái lồng số 6 nha. Mỗi người giới hạn chỉ có 5 cái lồng thôi. Thì camera nó không kéo thì em có thể kéo dùm cho nó là hợp lại nha, miễn nó có mặt ở đây là hợp lại hết. Thì đây là cái lồng số 6. À, quá chừng luôn. Hàng khủng không? Con bự không à? Cho mọi người xem cái con goldfish nó ăn. Đây là cái con cá mồi nha, cá mồi là con goldfish nó ăn này, thấy không, nó ăn luôn con mắt cá này, thịt thà rồi nó ăn hết. Đây này nó ăn lòi xương luôn, là nó ăn hết thịt á, cá cắt khúc ra mà nó ăn như thế này đây, còn xương rồi đây nè, xương nè. Nó xé tưa cái da ra nó ăn, thấy không, nó ăn chỉ còn xương thôi đó. Đây là còn xương không, cái lồng còn xương không à, cái lồng chỉ còn xương nè. Thậm chí nhiều con nó ở ngoài nó không vô, nó nằm ở ngoài nó kéo ra nó ăn nè, nó ăn còn da với xương, ăn dữ thần chưa. Tại vì cái lồng nó vô nhiều quá đó, nó vô nhiều như vậy nè thì nó ăn hết. Con fish mà mình bắt không có đó, dù như con fish mà mình bắt một lồng chỉ có vài con thôi á, thì cá mồi á, mình để trong mồi á, cái con cá mồi mình để trong lồng nó không có ăn đâu, nó chỉ rỉ rỉ một chút à. Nhưng mà nếu mà mình bắt được nhiều crawfish á thì nó sẽ ăn còn xương không à. Quá chừng luôn.
con raw fish nhỏ đây, thì mình sẽ thả nó về. Rồi, quá trời nè cô chú, một thùng quá trời ha. Bây giờ em sẽ đem cái thùng này em đổ trong cái khua lờ xong rồi mình đi kéo tiếp nha. Đây là 6 cái lồng nè, hai đứa em vừa kéo xong 6 cái lồng. Rồi, nãy giờ bắt được bao nhiêu con fish á, nãy giờ tụi em bắt được bao nhiêu con fish á, thì tụi em sẽ đổ vô trong cái khua lờ này. Đây là 6 cái lồng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cứ hai cái như thế này là một cái lồng. Gọn ha, lồng tụi em bắt rất là gọn luôn. Dụ như tụi em một mình em nha, em có thể xách được 10 cái lồng rất là gọn luôn. Như đây là 6 cái nè, 6 cái lồng, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. 6 cái lồng là tụi em vừa bắt 6 cái lồng. Thì khi mà bắt có raw fish á, thì tụi em sẽ đổ vô trong cái thùng này. Đây, thì mọi người có thể xem đây là raw fish tụi em mới vừa bắt. Đây là raw fish tụi em mới vừa bắt nè. Tụi em đổ vô trong cái roller này. Thì cũng có một số con nhỏ này sót rồi không có. Đây là cũng có thể bắt được nha, nhưng mà em không muốn bắt những cái con nhỏ như thế này đâu. Nhiều quá mình ăn đâu có hết đâu, mà tự nhiên mình cứ lấy chi những cái con nhỏ này. Đó, như những cái con này tụi em bắt mình thả lại dưới sông hết. Đây nè, cho xuống dưới sông hết. Đó, con nào sót là em lụm bỏ dưới sông hết. Những con này nè, bỏ dưới sông hết. Đó, những con nhỏ này em bỏ dưới sông hết. Đó, như những con này là lớn rồi. Như những con này thì em cảm thấy nhỏ nè. Trời này nó rất là nóng mà nó rất là gió nữa nha. Tháng này trời rất là nóng mà rất là gió. Cái khu này gió ghê lắm. Có fish mà bắt lên nó nóng, nó rất là nóng luôn. Đây này, em mà còn nóng chịu không nổi nữa mà. Đây là raw fish, cho về dưới sông hết. Mình đừng có ham hố chi mà mình bắt những con nhỏ như những con này. Em thấy là thịt nó ớt nè, cho về sông hết. Con nào bự bự thì lấy, những con không chắc thịt những con nhỏ như này thả về xong hết. Đó, như vậy là tụi em mới bắt có 6 cái lồng thôi mà nhiều như thế này. Đây cô chú, như một cái khua lờ luôn nha, nhiều á, nó nhiều lắm á. Đây là những cái con nhỏ thì em bắt em thả lại, còn những con lớn thì mình sẽ lấy. Rồi thì bây giờ em sẽ còn 4 cái lồng nữa. Bây giờ tụi em sẽ đi bắt 4 cái lồng nữa là hết buổi ngày hôm nay. Đây, bây giờ sẽ thả mấy con này về dưới sông. Lồng số 7 này thì em cũng kéo giùm cho cameraman vợ em, con mập. Em sẽ đổ vào trong cái này. Ở mọi người thấy nó ăn còn xương không? Mọi người thấy cái lồng con fish mà toàn là xương không à? Nè, xương là nó ăn chỉ còn xương thôi. Đây, đây xương nè. Đó, cô chú thấy nó ăn không còn một miếng thịt. Cá mà em cắt ha, khoanh 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 em bỏ vô đây, giờ chỉ còn xương đó.
đây này, ăn tiếp chưa, không phải là COVID mà nó vô một hai con ở trong lòng hay là vài ba bốn con trong lòng mà nó không ăn tới mức độ như thế này đâu. COVID quá nhiều, ăn không còn một cái gì luôn, chỉ còn là xương thôi, khủng khiếp thật. Bây giờ em sẽ soạn lại những cái con nhỏ à, cho nó về lại dưới nước. À đây là đây, để giới thiệu luôn, đây là một con cá giả mà người dân ở đây á, người ta dùng con cá giả này người ta câu cá, rồi vô tình nó vướng vô đá hay gì đó nó bứt, nó rớt cái này ở dưới sông luôn, xong rồi con cá bát nó ăn vô trong bụng của nó, còn nguyên cục chì nè, có cái lưỡi câu luôn nè, đây nè, nguyên cục chì có cái lưỡi câu luôn. Thì khi mà câu bị vướng cái này rớt ở dưới sông thì con cá bát nó ăn rồi nó nuốt vào trong bụng của nó. Khi mà em câu cá bát rồi em lấy con cá bát em đi bắt raw fish á, thì khi mà em câu con cá bát thì trong cái bụng con cá bát nó có cái mồi giả này luôn. Thì khi mà trong bụng cá bát nó có mồi giả này, cá bát mà nó có mồi giả này, khi mà em bỏ vô làm mồi bắt con fish á, thì bây giờ con co fish nó ăn hết con cá bát, thì trong bụng con cá bát nó rớt ra cái đồ giả này đây. Rồi đút vô túi đem về dục sọt rác, chứ cái lưỡi này nó cũng hư rồi, không dùng được nữa đâu, nó cùng rồi, giờ câu chắc nó cũng không dính cá đâu, giờ chỉ dính em thôi chứ không dính cá đâu. Đút túi đem về dục vô sọt rác nhựa, cái này nhựa đó, này nhựa mà. Cái lồng này lồng số 8 đúng không hả? Lồng số 9 rồi hả? 7, 8, 9 rồi. Lồng này số 9 rồi. Quá trời. Đây là lồng số 9. Đầy lúc. Lúc cán luôn. Wow. Đã chưa mọi người thấy đã chưa? Đã chưa? Đây nè. Nhưng mà em thấy nhiều con nhỏ nha, nhiều con nhỏ nha. Để đổ vô, để em đổ vô rồi lụm con nhỏ ra, đừng có bắt mấy con nhỏ làm gì, mình nhiều như vậy mà ăn gì hết đâu mà, đừng có ham hố, đừng có ham hố mà bắt những con nhỏ. Đây cái sọn ra, nhiều lắm. Ôi ui, quá trời rồi. Đây là soạn ra những con nhỏ nè. Về dưới sông đi. Tiếp tục cuộc sống và mai mốt lớn rồi cũng sẽ bị bắt thôi. Không phải là mình thả nó là mình tốt lành gì đâu mọi người. Bây giờ nó còn nhỏ như thế này ha. Vài bữa nữa, khoảng cho 2 tháng nữa đi, cái nó bự thừ lừ lên giống như con này nè. Đó, bây giờ nó nhỏ vậy ha. 2 tháng sau là nó như này. Thế thì nó lại vô vỏ của mình tiếp. Bây giờ còn nhỏ ăn uống gì đâu. Còn nhỏ thả. 2 tháng sau bự như thế này, bắt về lụm. Quá đã quá đã. Mấy con nhỏ nè. Về xong đi. Đó. Chừng luôn. Wow. Đã ha. Về với mẹ đi. Mấy con đó nó trưởng thành hết rồi nhưng mà mình không có cần phải ăn nhiều như vậy đâu. Rồi mình đi tiếp tục đây, 9 rồi hả? 6 rồi, 7, 8, 9 rồi, còn một cái nữa thôi, chỉ còn một cái nữa là kết thúc. Đây là cái lồng cuối cùng. Wow, em thấy đỏ lè cái lồng. Đỏ lè cái lồng. Wow. Cái lồng đỏ lè. Ôi ôi, đây nè. Ôi ôi. Khiếp thật. Đây nè cô chú.
em phải nói thật sự là cái chỗ mà em phát hiện ra cái chỗ này nha, raw fish, em phải gọi nó là cái ổ raw fish. Nó nhiều mà nó dày mà nó nhiều như này. Một cái lồng thả mà nó nhiều như thế này từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Nhiều như thế này. Trời ơi, nó khủng khiếp thật sự. Nếu như mà em mà đi thả nha, mỗi ngày mỗi thả nha, em nghĩ chắc không có cái gì, chắc phải mua mấy cái tủ đông là làm cái nhà kho vô chứa, chứ làm sao mà bắt mà hết được cái số lượng này. Nó nhiều lắm, khủng khiếp luôn. Đây nè, một cái thùng đầy nhóc nữa mà nãy như một cái khu lờ. Đây nè, quá trời chưa, một cái thùng đầy nhóc khiếp thật sự. Đây em đổ ra cho mọi người xem nè. Đó, ôi cái loại coffee này nó ngon lắm. Cái loại mà đỏ đỏ này nha, loại đỏ đỏ này là cái loại bản địa. Coffee này là coffee bản địa, nó không phải là loại phi bản địa ha. Loại đỏ đỏ này không phải đỏ mà nó nâu nâu ha. Loại này nó nâu nâu ha, cái màu nâu nó đặc trưng đó. Cái loại này ăn là tuyệt hảo luôn á. Đây nè, mọi người thấy là nó ăn xương nè. Khi mà coffee nó vô cái lồng nhiều quá nha, thì mọi người sẽ chỉ còn thấy là xương như thế này thôi. Nè, một con cá bự mà em cắt ra nha, thì chỉ còn xương thôi. Tức là nó vô cái lồng nhiều quá, một đêm á, nó ăn chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi là chỉ còn xương như này, nhiều quá đó. Ôi, đây nè, raw fish nè, khủng khiếp chưa. Những cái đầu này là nó cạp, nó kẹp không được là nó móc con mắt nó ăn ha. Nó móc mắt ra nó ăn rồi, nó ăn hết chỉ còn gì thôi. Cứng quá, nó bóp không nổi. Cá này em bóp còn không nổi nữa, nó gì cạn nó bóp đâu nổi đâu. Khiếp chưa, chỉ còn xương với da thôi à, nó ăn khiếp lắm. Đó, nó ăn vậy đó, nhiều quá đó. Rồi, như vậy là em bắt 10 cái lồng rồi, thì cái lồng này là cái lồng kết thúc chương trình. Hai đứa em, hai vợ chồng em ngày hôm nay bắt 10 cái lồng thì được rất nhiều raw fish. Thì bây giờ là trước khi mà đi về á, thì tụi em sẽ lựa lại một số con nhỏ như thế này nữa, rồi tiếp tục thả lại dưới sông. Mình lựa lại tiếp một số con nhỏ để mình thả lại dưới sông tiếp, để mà nó phát triển. Khoảng 2-3 tháng nữa thì mình lại ra mình bắt tiếp. Nó cũng vô bụng mình à, không vô bụng mình thì nó sẽ vô bụng người khác. Mình không bắt, người khác cũng sẽ bắt. Thì bây giờ những con nhỏ em thả về sông, mình không bắt, người khác người ta bắt, thì nó lớn lên nó có thịt ăn. Nhiều như vậy mà ăn gì hết đâu mà được ham hố gì mấy con nhỏ trời. Nó nhiều như vậy, cả xô gì nè, đi nè, 4 cái lồng cuối cùng mà nó cả xô như thế này, thì ăn cái gì mà hết mà đi bắt mấy con nhỏ trời. Thề luôn, ăn cái gì hết mà đi bắt mấy con nhỏ làm gì. Đó, những con nhỏ này nè, lật lại hết, dục dưới sông. Bắt nó làm chi, nó nhỏ gì. Nó nhỏ như vậy để nó lớn đi rồi mình bắt mình ăn. Ăn chỉ mấy con nhỏ đó, có thịt thà gì đâu. Đừng có ham hố, cứ con nào nhỏ nhỏ mình thả lại hết đi, đừng ham nó. Giờ xong đi rồi, nhưng mà chưa đâu, một xíu nữa em sẽ soạn lại một mớ con nhỏ, em lại đổ tiếp xuống dưới sông đi. Cứ bỏ bớt đi, đừng có ham hố bắt chi nhiều. Mình bắt về mình ăn chỉ có mấy con thôi, rồi còn nhiêu đem về dưới siêu đồ làm quà biếu cho những người hàng xóm ở dưới siêu đồ, thì cho ăn lấy vậy thôi, cho ăn chi nhiều, ăn nhiều làm gì. Cho vài con ăn lấy vậy thôi, ăn để biết cái mùi raw fish ở trên vùng Lewiston của tiểu bang Idaho. Ăn để biết cái mùi raw fish ở trên vùng Tây Bắc thôi, chứ không cần phải ăn nhiều đâu, ăn lấy vậy thôi. Ăn vậy nó mới thèm, ăn nhiều quá ngay. Ok, bây giờ mình sẽ lên được. Trước khi á mà em về á, em sẽ soạn là một mớ raw fish nhỏ thả lại dưới sông, rồi sau đó tụi em mới về, rồi sẽ tiếp tục chương trình nấu.
Sau khi nấu xong thì được quá trời, một tô rất là lớn nè, rồi cái này là khoai tây nè, rồi cái này là một tô bự nè, bên kia một cái thau nè, đây một cái dĩa dài nè, đây là bắp nè, bắp mà mình mua khoảng 20 trái luôn, quá trời luôn. Nhưng mà cái này gia đình em chỉ ăn một ít thôi, còn một ít là chỉ để đem xuống dưới xe rồi để giống như tặng cho bà con gì đó, bà con làm quà ở dưới đó thôi à. Có mấy đứa cháu, rồi có mommy, rồi hai vợ chồng em nữa sẽ thưởng thức cái mâm raw fish này rất là nhiều luôn. Trước khi ăn thì những cái gì mà mình cho mấy người ở dưới xe đồ á, hàng xóm rồi này kia thì cũng gấp để riêng ra cho người ta trước nè, chứ không phải là mình ăn xong rồi cái đồ dư đồ thừa mình đem mình cho người ta đâu, không có đâu. Ở đây tụi em cái gì cho ai cũng để riêng hết á, chứ không phải mình lấy đồ để mình đồ thừa mình cho người ta đâu. Thì bây giờ mommy em sẽ gấp một số cái bắp này là để cho mấy người ở dưới xe đồ đây. Mai ba về rồi, mai ba vợ em ổng về dưới xe đồ thì sẽ sẵn tiện mang về dưới đó để làm quà biếu cho những người hàng xóm, rồi vòng vòng ở đó thôi, anh chị em họ hàng gì đó. Thì ăn để thưởng thức cái hương vị coffee của vùng Lewiston, Idaho. Bắp chỉ có bữa nay bắp rẻ bao nhiêu tiền mắm mi? 55 cent hả? Ồ, bữa nay bắp mắc hơn mấy bữa chỉ có 33 cent thôi, hôm nay thì 55 cent. Nhưng mà 55 cent thì 50 cent hả? 50 cent thì cũng rất rẻ ha. Thì hai trái bắp chỉ có 1 đồng, 20 trái bắp thì chỉ có là 20 trái bắp có 10 đồng bạc. Cái nào cho người ta thì cho để riêng ra, còn cái nào mình ăn thì mình ăn. You like those? You like it? Like what? Is it good? Crawfish? It's good. Good. Put your thumbs up. Giúp mì á. Đó, bây giờ mai em đổ ra cái nồi đó luôn. Chuẩn bị cái nồi đó chắc để dành cho mấy người ở dưới xia đồ á. Cho ướt. Chị để cho chị ướt đi. Dạ. Nào mình cho thôi, mình để riêng ra đi. Hồi nãy giờ nấu xong, bây giờ em mới nấu xong. Xong rồi bây giờ bắt đầu thưởng thức ở nhà, bắt đầu ăn chung với nhau. Có mấy đứa cháu cháu mà đứa nào đứa nấy lớn gần bằng em hết rồi. Ít thì nấu nó ngon, tại vì nhiều nấu số lượng lớn á, mình đổ cho nó đầy chảo vô, cố gắng nấu cho nó xong á thì nó cũng không có ngon lắm. Hôm nay nấu cũng chắc mấy tiếng rồi, 2-3 tiếng rồi mới xong cái suất này, cũng hơi lâu ha, tại vì nhiều quá đó. Về rồi còn rửa sạch, rửa nhiều nước lắm cô chú. Cái này không phải mình rửa một nước là nó sạch liền đâu, mình rửa tới rửa lui rồi xả ra, rửa nhiều nước lắm rồi nó mới sạch. Sạch rồi phải nấu nữa, nó lâu, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ. Hồi nãy trời nắng, bây giờ hết nắng luôn rồi, tối luôn rồi cô chú. Giấc mình bắt đầu trời tối luôn rồi. Tụi em đi bắt lúc trưa, bây giờ tối rồi. Bắp này nó ngọt.
rất ngọt luôn. Công nhận cái bắp này nó già nha, nhưng mà em nấu rất ngọt, rất mềm luôn. Ông ba vợ của em, ổng lên đây ổng chơi. Thì hôm bữa giờ chắc cũng cả tuần rồi. Bây giờ là hôm nay là Chủ nhật, ngày mai thứ hai là ổng về dưới xe đồ. Rồi ổng về lại dưới xe đồ. Thì trong thời gian mà ba em về á, thì ngày mai về thì hôm nay em nấu. Xong rồi sáng ngày mai ba đi á, thì sẽ mang cái này xuống dưới cho bà con hàng xóm, láng giềng hàng xóm cũng cho, mà đại loại là cho những người hàng xóm ở dưới đó, rồi có những người thân thuộc gì đó thì ai ăn thì mình cứ cho người ta thôi. Em cũng biết ba em cho ai nữa thì em chỉ nấu thôi, còn cho ai thì em không biết. Thì em nấu, nhưng mà tại sao mà từ lúc ba em lên tới bây giờ thì em mới đi bắt? Nếu như mà em đi bắt sớm quá đó thì nhiều quá ăn không hết đâu, nhiều lắm. Cho nên là ngày mai ba em đi rồi á, thì hôm nay em mới ngày hôm qua mới đặt lòng, thì hôm nay bắt đầu em mới bắt. Bắt có một bữa mà nhiều như thế này, mà ví dụ em bắt mà 2-3 bữa thì chắc nó phải là, em bắt 2-3 bữa chắc 5-7 cái khua lờ luôn, có khi là cả chục cái khua lờ luôn á. Đâu có ăn hết nổi đâu, nó nhiều lắm, ăn không có hết được. Dụ gia đình em ăn, dụ như mà hai vợ chồng em ăn chừng cỡ nửa dĩa này, hay ăn căng lắm cho ăn một cái dĩa này thôi là đã no lắm rồi, là chắc cũng cả tháng sau bắt đầu mới thèm lại. Tại gia đình em cũng ít ăn, thật sự là gia đình em cũng ít ăn, nên chủ yếu mình bắt á là chỉ để đi biếu đồ quà tặng đồ này kia cho bà con ở dưới đó, rồi hàng xóm đồ này kia. Tại vì ở dưới đó cô chú, người ta đi bắt cái con raw fish này đâu có có đâu, ở dưới siêu đồ đâu bắt không có đâu, ở dưới đó, ở dưới đó có biển mà, chắc nước, nước trà hai, nước dưới đó chắc nước trà hai, nước nước lở, nước mặn á, thì nó không có raw fish đâu. Mà dưới đó có nhiều cua ha, ở dưới đó thì có nhiều cua ốc sò, nhưng mà lại không có raw fish. Thì mình đi bắt raw fish nè, rồi về dưới đó thì cho người ta, chắc nhiều khi người ta cũng vui, kiểu như có quà từ ở một cái vùng nông thôn hẻo lánh. Nó lung thông hiệu lánh chứ ở trên này nó cũng là thành phố đó cô chú, nhưng mà em thấy nó nhỏ quá, nó nhỏ như cái mắt mũi vậy á, nên em gọi nó là nông thôn hẻo lánh. Thành phố nó nhỏ quá đi. Rồi như vậy là em đi bắt cái một ngày hôm nay à, là được quá trời quá đất như thế này. Mà hồi nãy á, kéo mới có tới lòng số 8 mà con vợ em nó nói là cái lòng này lòng số 9. thế là kéo là nói kéo cái lòng này là lòng số 9, mà thật ra cái lòng đó là lòng số 8. Xong một hồi đếm lòng là mới biết là bị thiếu một cái lòng. Đó. Bị thiếu một cái lòng. Bây giờ còn bỏ ngoài đó một cái lòng, ngày mai phải chạy ra đó lấy cái lòng. Bắp này á, em luộc vô á, thì trong lúc mà luộc á, thì em cũng có nêm cái muối để dùng nấu raw fish, thì cũng nêm chút đường, thì bắt đầu nó có vị đậm đà ha. Nó đậm đà xong sau đó mình luộc á, em luộc xong mà vớt ra là nó đã đậm đà rồi, vừa ăn rồi, ngon rồi. Nhưng mà em còn bỏ bơ vô, rồi tỏi, rồi thêm miếng gia vị nấu raw fish, rồi có thêm đường nữa. Trời, nó thấm vô, nó cái vị bơ nó thơm gặp ăn bắp nữa, ngon. Cái bắp này nó rất phù hợp ăn với bơ luôn nha, ăn rất là ngon á. Hôm nay tóc tai của em hơi bị dài á, tại vì hẹn người ta để hớt tóc á, một tháng sau mới có hẹn nha. Tức là hẹn, lấy hẹn để đi hớt tóc là một tháng sau thì người ta mới có giờ để cho mình vô hớt, nên là tóc tai hơi dài á cô chú, chứ không phải cái này là fashion của em đâu, fashion gì dài vậy.
tháng sau mới hết cái đầu, có khi là vài bữa nữa cái đầu em như cái tổ quả vậy. Đây là khoai tây, nhưng mà khoai tây này nó không phải là loại khoai tây đỏ, khoai tây vàng. Còn lấy tay khoai loại khoai tây vàng này thì ăn nó không có ngon bằng khoai tây đỏ, nhưng mà ăn nó có, thì mọi người biết khoai tây rồi thì ăn nó bùi bùi vậy thôi, ăn nó bùi bùi, nhưng mà cái loại đỏ thì ăn nó cái độ bùi, cái độ ngọt nó ngon hơn nhiều so với cái khoai tây vàng này. Khoai tây vàng á thì mình ăn cũng ngon, nó cũng có độ bùi nhất định á, nhưng mà nó thua xa cái loại khoai tây đỏ. Khoai tây đỏ ăn phê lắm. Nó cũng bùi cũng ngọt, nhưng mà ít ngọt hơn. Em luộc chung với cái nước luộc coffee là nó thấm vô cái khoai tây, ăn nó vừa ăn luôn. Nhưng mà khoai tây mà luộc nước lã thì nó lạt nhách à. Nhưng mà khoai tây mà luộc chung với raw fish ăn ngon lắm mọi người. Qua má em ăn xong đi hết à. Giờ chỉ còn lại mấy đứa em thôi. Mấy đứa cháu nó ăn, mấy con nó không đi hết à. Tại vì nhà em cũng ít ăn lắm mọi người. Người ăn vài con đó, tụi nó ăn mấy con đi hết à. Nói chung là ăn cho nó vui thôi à. Raw fish tháng này á, cô chú nó đói á. Mùa đông á, nguyên một cái mùa đông như vậy là nó để trứng nước thì nó được, con nước lạnh ở đây nó lạnh lắm, nó đóng băng hết luôn. Mùa đông mà em nói mùa đông nó rất lạnh, âm độ luôn á. Thì nước trong nó đông đá ở trên lớp mặt trên luôn á. Thì cái con raw fish này nó trú ở dưới bùn dưới đầu á, trú ở trong khóc đá đồ á. Nó trú đông nguyên cả một cái mùa đông, chắc là nó ngủ đông. Mà khoảng tháng 11 bắt đầu chắc nó đẻ ha. Đẻ xong bắt đầu nó trú đông. Rồi xong sau đó là qua khỏi hết mùa đông, tới tháng 4 bắt đầu là nó giảm bớt độ lạnh đi. Nó cũng còn rất lạnh nha, nhưng mà nó giảm bớt đi. Rồi tới tháng 5, tháng 6 bắt đầu nó ấm dần lên. Tháng 6 bắt đầu ấm. Tháng 7 thì nước bắt đầu ấm rồi. Tháng 7 bắt đầu nước ấm. Bây giờ là đang là cuối tháng 7 rồi, thì nước bắt đầu ấm á, nóng á. Thì cái con raw fish nó đói á cô chú. Mình quăng một cái lồng xuống, trong cái lồng mà nó có cá á, nó nhào vô nó ăn nguyên một cái lồng đầy lúc luôn. Nó đói á cô chú. Mấy tháng trời nó rong rêu đồ phù du gì ở dưới là nó gặp cái gì nó bợp cái đó à. Mà cái số lượng nhiều, số lượng raw fish ở đây nó nhiều, cộng với lại nó đói nữa, mình quăng cái lồng xuống cái là nó bu vô nó ăn dễ sợ luôn. Nãy mami em chắc ăn mì xào no rồi nên mami em không có ăn này nữa. Chứ không mà mami ơi, nãy mới về ăn mì xào. Đi chưa? Ồ. Mami em mang raw fish qua cho bà chị rồi. Lấy cái nào mà cái vỏ nó bể bể á, ăn nó thấm. Cái kia kìa. Cái vỏ cái vỏ bể bể ăn thấm á. Bể bể ăn nó mới thấm. Vừa ăn luôn. Ngon. Khoai tây củ này ngọt. Ngon. Ngon thiệt á. Không phải ngon vậy mà nói chơi là ngon thiệt á. Ngon. Tụi em sống ở đây tụi em ít đi bắt raw fish lắm cô chú. Tại vì khi nào thèm thì mình ra mình bắt mình ăn. Ở đây có nhiều cá bát lắm. Chiều thì tụi em hay đi bắt cá bát. Em đi câu cá bát dính nhiều cá bát lắm. Rồi em chiên này, rồi em kho này, rồi em nướng sả ớt, rồi nướng muối ớt, nướng sa tế, nướng đủ thứ loại. Chiên á thì chiên sả ớt, chiên muối sư, chiên chiên gì, chiên bột, chiên đủ thứ à.
cá bá thì ăn nó cũng như cá điêu hồng á. Ở Việt Nam mà có ở Việt Nam mà cá điêu hồng sao thì cá bát ăn tựa tựa vậy á, thịt cá bát á ăn tựa tựa vậy á. Rồi catfish ở đây cũng nhiều lắm, em câu catfish con nào con ấy dài gì nè bự đến nỗi mà nó già có chú, mà cái đầu nó mà em lấy cái dao phay bự vậy nè, em chặt canh trời ơi, nó cái xương của nó y như xương bò vậy trời, chặt mẻ dao luôn. Catfish đó cô chú to. Đúng bài là phải nêm gia vị vô, luộc cho cái nước luộc cũng đậm đà vô, luộc xong ăn lên nó đậm đà lắm, đừng có luộc nước lạnh nha, lạnh nhát à. Mình luộc khoai lang nè, khoai sọ nè, khoai từ nè, khoai môn nè, hay là khoai tây, bất kỳ cái loại khoai nào cứ nêm gia vị vừa ăn vô là bảo đảm luộc lên ăn nhức cái nách luôn á. Cái sông ở chỗ tụi em ở cái nước nó trong veo à, trong veo trong vát luôn á, nước rất là trong luôn. Thì ăn mami, nó ăn mấy con đi kìa mami, mami ăn đi. Ăn đi. Dạ, ba ăn đi ba. Ăn đi. Dạ. Hồi nãy má đem lên cho chị ướt rồi hả? Dạ. Ủa, đi cũng nhanh quá ha. Ở đây nhiều mà muốn ăn cứ ra bắt xíu chứ mấy đâu mà. Con bắt mà con sợ nhiều quá đó. Không. Rồi ba đem về đó rồi nhiều cái cho ai bây giờ cho mà chắc đem cả cua lờ về. Nhiều quá. Bữa giờ con nấu canh chua hai nồi ở mami. Dạ. Cô gái đâu muốn nó vô con nấu luôn. Dạ. Muốn nấu canh chua hả? Con nấu thì cái nấu canh chua như bình thường nấu cá bát á, con cậu cá bát giờ con nấu luôn. Mẹ không biết nấu canh chua. Mẹ không nấu canh chua hả? Bữa giờ có ba ở đây nè, có ba cái đồ ăn má nấu cho má ăn rồi, con đâu có đưa canh chua qua đâu. Bữa nào không có ba là con đưa xuống liền. Cho mẹ nấu thì ba mẹ ăn. con làm nguyên một cái tô rau muống bự vậy nè, cũng bỏ vô trong cái nồi canh, trời ơi ăn ngon. Bây giờ mommy của em sẽ sang đây hái rau muống. Em có một cái vườn rau muống. Cắt dưới này hả? Dạ, má cắt xác đi. Đó. Này hôm bữa là con cắt hết qua cho má nguyên một thùng bự đó. Thì hôm nay nó mọc dại gì đó mới có mấy ngày á. 3 ngày trước con hái chỗ này nè, mommy con nấu canh chua nè. Đó, xong bây giờ nó dại gì nè. Nó mới có 3 ngày thôi đó. Trời công nhận thiệt á, phát triển cái rau muống này nó phát triển tốt má. Năm sau á má mi chắc trồng hai vườn quá. Một vườn ăn liên tục luôn, luộc rồi xào tỏi rồi đủ thứ món ha. Quá ngon. Bạc hà đó. Dạ. Bạc hà nè, rồi có thơm nha, rồi có cà chua. Chủ yếu là ngò ôm với ngò gai là được, nó thơm. Đây nè, con ghi là mommy nè, là rau muống của mommy cho nè. Cái hộp rau muống của mommy cho là ghi rau muống mommy. Đây là cái vườn rau muống của em. Em ghi chữ mommy rau muống. Đó là rau muống của mommy cho. Anh là ba mommy rau muống. Quá trời rau luôn. Thì bây giờ mà hái chắc em nghĩ chắc cũng cỡ 2 thùng. Một thùng thì chắc cho ba về dưới quá, chắc ba cũng cho người ta chứ ba có ăn đâu mà. Ủa, anh là rau muống hay ba không biết rồi. Dạ hả? Rồi. Dạ. Để chia ra từng bắt đầu nhẹ nhàng. Dạ. Khoảng cỡ 3 ngày sau là má quay lại là má thấy nó xanh y như vậy luôn nè. Nó lên lẹ lắm.
công nhận cái rau muống này nó lên nó phát triển rất là nhanh luôn. Hộp chỉ có mấy hộp đó chứ mấy, con trồng hết rồi, con trồng hết xuống dưới này rồi, để con hái phụ mami. Đây vườn đậu bắp nè mami, bên này đậu bắp trái nhiều lắm, trái to lắm á nè, má để ý nè, trái thấy chưa nè, trái nhiều lắm nè, đó nhiều trái lắm á nè, nhiều trái lắm, nhiều lắm. Ó chiêu cái này nè. Dạ, hái đi mami. Trái nào bự bự không à? Trái cũng bự bự hết rồi. Thì hồi ôi cái trái chiêu cái này khủng khiếp mami. Trái gì mà dễ sợ vậy trời. Quá trời quá đất luôn. Dạ. Đúng rồi, đó cũng trái cũng to đó. Mà cái cuốn nó cũng mềm ha. Dạ. Mà dưa leo hình như con hái hết rồi, không biết còn hay không. Trong này nè, má coi còn trái nào không. Má đi vô trong đó má kiếm coi có trái dưa leo nào không. Dưa leo ở trong á má, ở trong cùng á. Bên này là cái cây đậu que xanh nè. Đậu gì đậu xanh gì đậu cô que đó má mi. Nó chưa có trái thôi. Bên này là dưa leo mà con hái quá trời rồi, bây giờ con biết còn trái hay không. Trái nè mắm mí, trái nè, kéo nè mắm mí. Như con giống dưa leo này trước trồng quá. Không, dưa leo này nó ngọt lắm, con ăn thử rồi ngọt ngay à. Dạ nhưng mà sao nó gây gai vậy con muốn biết nữa, chắc cái vùng đất này trồng nó vậy á. Nhưng mà con ăn thử rồi, nó ngọt chứ nó không lạt như cái loại năm ngoái đâu. Tại lúc con đi mua giống á, người ta nói sweet là nó ngọt. Bên này nè mami, hình như con thấy ở đâu trong này. Ôi ôi, trái cũng khiếp luôn nè mami. Coi chừng nó đâm vô tay mami á. Ở đây nó có nhiều lông lắm. Dạ. Ở đây nó có nhiều lông lắm, coi chừng nó đâm á. Trái to, ôi ôi, trái dưa leo mà y như trái dưa cái này vậy trời. Quá trời quá đất. Ôi ôi, cái trái dưa leo nè. Khiếp thật sự luôn. Nhưng mà sao cái đất này trồng nó có gai hay gì mắm mày. Giống này giống ngọt mà. Sao kỳ vậy ta. Không phải hả. Nhưng mà con ăn thử con thấy ngọt lắm. Con kiếm còn trái nào. Con hái hả? Dưa leo này là dưa leo người ta để muối. Nhưng sao nó ngọt lắm nha. Thì nó ngọt vậy. Nhưng mà nhỏ, chưa chín. Chắc để chừa cho nó lớn lớn chút hái. Nhưng mà con ăn thử rồi má mi ngọt lắm á nha. Má thử gọt miếng đi. Má thử gọt con trái ăn thử rồi, ngọt lắm. Bữa giờ con hái nhiều lắm rồi. Nó ra trái nhiều lắm. Dạ. Mấy cái này nó nhiệt độ lạnh quá nó mọc không được không mi. Cái đó bí chanh, bí chanh. Bí chanh là kêu bằng cái gì ta? Bí chanh kêu bằng cái gì má? Bí đao. Bí chanh là bí đao, dạ. Cái này khoảng chắc 1 tháng nữa mới có trái nè ha. Đây nó cũng có trái nè má. Nó bị cái con gì ăn mà con không dám phun thuốc. Con nó giống như mồng tơi nè mồng mi. Cắt sát gốc luôn đi, xong nó nứt lên nè. Nhiêu đó cũng được nồi canh rồi đó. Nhiêu đây là mình bó lại một bó là chắc cũng được nồi canh ha. Ở ngoài chợ nó bán. Nhiêu đó cũng được nồi canh.
đi đâu mập? Ra phụ mày hái này coi. Con mập này lủi lủi đi hoài chạy. Mấy cái này là hôm bữa mommy cho con đó. Đây nè, con chồng có ghi nè, mồng tơi mommy nè. Đây nè, ghi mồng tơi mommy. Đó là mommy, mommy cho cái hộp giống mồng tơi đó, là ghi mồng tơi mommy. Đó, bây giờ là nó có thể hái được. Cái này cũng được nồi canh nè. Đó, đây là mồng tơi hái được nồi canh. Thấy gì chưa, nấu nồi canh là ăn vài bữa nó lại lên nữa, nó lên nhanh lắm. Chứ không phải là hái nó lên chừng khoảng cỡ một tuần sau là có thể hái được nữa rồi. Lên lẹ lắm. Quá chừng luôn. Mồng tơi này mà có bao tử ha, hầm tiêu ha. Trời ơi, ngon. Quá trời luôn á. Bao tử hầm tiêu là ngon. Sao em hái phụ mommy đi, hái rau muống phụ mommy đi. Em hái rau muống phụ mommy đi. Mập. Con mập nó lủi lủi thôi mà trời. À, mommy hái được nguyên thùng rồi kìa. Mommy em hái được nguyên thùng. Yeah, cũng được mấy nồi canh ha. Hái gì nó vui. Chứ mà ở đây mua mồng tơi không có đâu cô chú ơi. Cái thành phố mà chỗ em ở là mua cái rau mồng tơi không có đâu. Dạ. Thì như con trồng cái lau mồng tơi nè mommy. Xong cái ông hàng xóm nè, ổng nói mày trồng cái rau gì á, nói tao trồng rau muống mày có muốn ăn không, tao hái rau muống cho mày. Ổng nói cái rau này rau gì tao không biết nó luôn. Ổng nói mày trồng cái rau gì tao không biết, rau này rau gì luôn. Mọi người, cái người Mỹ nè, ông hàng xóm em nè, ông hàng xóm em nhà ổng đây nè ha, ổng đứng ngay hàng rào đi. Ổng nói mày trồng cái rau gì vậy? Nói mày muốn ăn cái rau này ông, tao hái cái rau này tao cho. Ổng nói trời, cái rau này rau gì tao không có biết luôn, không biết ăn luôn á, không biết nó là rau gì luôn á. Cười lắm. Tại vì cái rau muống này á là cái rau của Á Châu mình. Rau châu à, cái rau này của người Á Châu nói chung và của cái người Việt Nam mình nói riêng ha. Là người Mỹ một số người người ta biết thôi, ít số người biết lắm. Như người dân đây người ta không biết rau này là rau gì đâu. Thì mắc cười lắm. Nhưng mà em hái vô cái này em cho cái ông hàng xóm đó, ổng thích lắm, ổng khoái cái vô cái này lắm. Nhưng mà mai mốt á, chỗ này nè, nguyên một cái vườn dưa hấu của em nè ha. Khoảng một tháng nữa đi là trái quá trời luôn. Xong là em sẽ hái em cho ổng. Ổng mê cái trái dưa hấu. Chứ còn rau muống rồi rau mùng tơi hay là rau cải hay là rau kêu bằng cái gì ta, mấy cái rau của Việt Nam mình á là thôi chịu chết, mấy ông không biết ăn đâu. Nó bữa nào mình nấu canh Việt Nam qua cho ổng từng hóa đồ ăn Việt Nam luôn. Nói đây là đồ ăn của người Việt Nam tao đó, mày ăn thử đi. Có khi ông ghiền đồ ăn Việt Nam luôn á. Cười quá. Này quá chừng rau muống ha. Cứ chiều chiều á nha, em đi câu cá bát xong bắt đầu là em về rồi làm cái cá bát xong bắt đầu là nấu canh chua. Sau khi mà nấu canh chua thì hái cái rau muống này nè bỏ vô trong cái nồi canh chua luôn, ăn nó ngon. Trời ơi, ăn nó ghiền luôn. Bây giờ hai mẹ con đang hái rau muống đó. Mommy em hái chắc cũng được gần thùng rồi nè. Trời ơi, cũng gần được thùng luôn rồi. Bên kia vợ em nó hái cũng được nửa thùng rồi đó. Trời, cái bỏ cái hết cái vườn này chắc cũng được hai thùng hoặc là hơn hai thùng gì đó. Bên này em trồng dưa hấu nè, khoảng một tháng sau thôi nha, cái vườn dưa hấu của em trái khủng khiếp luôn đó. Cô chú thấy cái lá nó xanh chưa, nó xanh này là nó tốt á. Nhưng mà trời hơi tối ha, quay thì cũng thấy được gì, trời nó hơi tối một chút. Chỗ này em trồng cỏ rồi nó cũng mát mẻ ha, nó bớt cái ánh nắng. Ở đây mùa hè nó nóng khủng khiếp luôn, mùa đông thì lạnh khủng khiếp luôn, mùa hè thì nóng khủng khiếp luôn. Khắc nghiệt lắm, ở đây nó khắc nghiệt lắm. Cỏ em trồng quanh chỗ này mấy cây cỏ.
nó chơi ở trong một cái thành phố mà chỗ em ở vậy nè, mà đi mua rau Việt Nam mà ai mà bán đi mua, đâu có ai bán đâu, chỉ có rau người Mỹ ăn thôi. Mà mấy cái rau người Mỹ thì kiểu như mình không có thích cái khẩu vị của nó đó, cho nên là chỉ thích cái khẩu vị của rau Việt Nam thôi, mê rau Việt Nam. Thì cứ có rau như là rau muống đồ nè, thôi mình cứ trồng mình ăn thôi. Thì cô chú mà có ai mà muốn ăn rau thì cũng trồng gì nè, cứ dục hột đó là tự nó mọc, mà em đâu có chăm sóc gì đâu, chạy dục đó nó tự sống luôn á, không có phân không có thuốc gì luôn á, cứ dục hột đó là tới bây giờ nó cứ lớn rồi cứ nó cắt, rồi cứ vài bữa nó lớn rồi lại cắt thôi. Mà không biết tới mùa đông này nó còn sống nổi không, chỉ sợ mùa đông này nó lụi tàn ha. Dạ mùa... nhưng mà rau ngò lại sống được nha má mi. Nhưng mà con cũng bất ngờ luôn, chạy cái rau ngò mà mùa đông mà nó đông đá toàn bộ hết luôn, mà tuyết rơi dày coi là lên tới đầu gối luôn á, mà cái cây ngò mà khi mà xả đông ra, xả tuyết ra nó lại sống tiếp, chứ không phải là nó chết đâu nha, cái lá nó vẫn sống luôn. Trời ơi trời, quá bất ngờ trời. Hành lá với cái ngò gí á, năm ngoái chồng khổ qua nó nói ủa cái trái này trái gì vậy. Hỏi mày ăn khổ qua không, nó nói cái trái này trái gì vậy. Cười mấy người Mỹ quá. Hôm nay em hái được thùng có muốn, vợ em cũng hái được thùng có muốn nữa. Rồi giờ bên này có một thùng. Em nhìn trái dưa leo kìa. Em nhìn trái dưa leo. Bực mình cái đùi. Nó giật cái quả dưa leo. Nó bảo hồi trước quả dưa leo nó to, trồng to rồi bây giờ nó còn có chút xíu, teo còn có chút xíu à. Cái bà bảo nó chứ. Bà nói với anh đi ra đi ra bên luống hành, xong mày mệt là mệt chết bà nó rồi, còn luống hành với luống hành. Bà nói, đi sáng nay mấy ngày em phải không có rồi, không có được cái gì. Kéo ông ấy xong ông tức quá, kéo hoài không rồi bà, ông ấy tức quá ông ấy bế ẵm bà lên bà quăng mẹ nó xuống cái ao luôn. Ơi cái nè, dưa cái nì nè, dưa leo nè, mồng tơi nè, rau muống nè, đó tối thui rồi. Đó tối thui rồi. Rồi bỏ vô đó. Rồi má mày đi về. Rồi bye, chúc má ngủ ngon. Chúc má ngủ ngon nha. Rồi má mày về. Xong. Rồi như vậy là ba má em về hết rồi. Như vậy là má em cũng về rồi. Thì xin được cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi cái chương trình của em Bưu Lị. Chúc cho mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.